chào quý vị và các bạn. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, nén rãnh thấp đã gây ra mưa cho các tỉnh Bắc Bộ trong ngày 27 tháng 9 vừa qua với mưa vừa có nơi mưa to. Dự báo trong ngày hôm nay thì các tỉnh Bắc Bộ vẫn còn chịu ảnh hưởng của hệ thống thời tiết gây mưa trên nên mưa vẫn duy trì trên khu vực. Tuy nhiên cường độ sẽ giảm hơn so với 24 giờ trước đó. Lưu ý do có mưa dồn dập nên bà con các tỉnh vùng núi cần phải đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như là lũ quét, sạt lở đất, đá ven sông suối. Dự báo nhiệt độ hôm nay sẽ duy trì ở ngưỡng mát mẻ, phổ biến là từ 28 cho đến 30 độ. Về đêm nhiệt độ dao động quanh ngưỡng là 21 cho đến 24 độ, vùng núi và núi cao có nơi thấp hơn. Cũng chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh thấp nên khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Nghệ An, Hà Tĩnh trong ngày hôm qua cũng có mưa trở lại, cục bộ có nơi xuất hiện mưa to đến rất to. Như ở tại Bái Thượng của Thanh Hóa có lượng mưa đo được lúc 7 giờ sáng là 88mm. Dự báo trong ngày hôm nay khối không khí lạnh tiếp tục dồn sâu xuống nên mưa vẫn duy trì ở trên khu vực. Lưu ý không loại trừ khả năng xuất hiện mưa to cục bộ. Do có mưa kết hợp với gió đông bắc, vùng ven biển đang mạnh lên. Vì vậy nhiệt độ tại các tỉnh thành từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh chỉ dao động ở ngưỡng từ 28 cho đến 31 độ. Các tỉnh còn lại từ Quảng Bình trở vào cho đến Ninh Thuận, Bình Thuận do ít chịu ảnh hưởng của đới gió Đông Bắc nên mưa không nhiều, nhiệt độ có xu hướng tăng dần từ Bắc vào Nam, từ 32 đến 34 độ. Dự báo sang ngày mai 29 tháng 9 khi mà khối khí lạnh dồn sâu thì vùng mưa sẽ dịch chuyển xuống phía Nam. Quý vị cần chú ý theo dõi các bản tin thời tiết tiếp theo để có lộ trình sắp xếp công việc cho hợp lý. Đối với các tỉnh thành ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, hình thế thời tiết chính chi phối trên khu vực chính là đới gió Tây Nam. Dự báo là trong ngày hôm nay thì gió Tây Nam hoạt động với cường độ yếu, nên mưa chỉ xuất hiện vài nơi với lượng không nhiều, ban ngày trời phổ biến có nắng. Nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay ở tại khu vực Nam Bộ phổ biến là từ 31 đến 34 độ và từ 29 cho đến 32 độ ở tại khu vực Tây Nguyên. Cụ thể ngày hôm nay thời tiết trên các đô thị lớn được dự báo như sau. Tại thủ đô Hà Nội, từ chiều tối ngày 26 tháng 9 đã có mưa trở lại. Mưa dồn dập khiến cho quá trình lưu thông của người dân gặp không ít khó khăn. Dự báo trong ngày hôm nay thì mưa vẫn tiếp diễn trên khu vực, tuy nhiên cường độ sẽ giảm hơn so với 2 ngày trước đó. Vì thế mà nhiệt độ cao nhất ngày sẽ tiếp tục duy trì ở mức là 29 độ. Do có mưa liên tiếp nên quý vị cần phải lưu ý đến việc khơi thông cống thoát nước, tránh hiện tượng ngập úng lâu ngày dễ phát sinh mầm bệnh, đặc biệt là những bệnh do muỗi gây ra như là sốt xuất huyết hay là sốt rét. Nằm trong xu thế mưa tại các tỉnh Bắc Bộ nên ở tại thành phố Hải Phòng, mưa cũng gia tăng từ chiều ngày 26 tháng 9. Tuy nhiên sang ngày hôm nay thì mưa sẽ tiếp tục duy trì cường độ. Vì vậy người dân thành phố cần đề phòng hiện tượng ngập úng nơi trũng thấp. Lưu ý là vùng ven biển thì gió Đông Bắc đang hoạt động mạnh dần. Vì vậy ngư dân nên hạn chế ra khơi vào thời điểm này. Dự báo biên độ nhiệt hôm nay ở tại thành phố chênh lệch không nhiều, phổ biến dao động là từ 24 cho đến 28 độ. Nằm ở khu vực Bắc Trung Bộ đến với thành phố Vinh trong ngày hôm nay, chúng ta cũng bắt gặp trạng thái thời tiết khá tương đồng so với các tỉnh thành Bắc Bộ. Đó là trời có mưa cùng với nhiệt độ giảm nhẹ so với hôm qua, cao nhất ngày dao động ở mức là 30 đến 31 độ. Lưu ý ở vùng ven biển có gió Đông Bắc tiếp tục dồn xuống và cường độ sẽ mạnh dần lên trong ngày, vì vậy không thuận lợi cho các hoạt động của tàu thuyền cũng như hoạt động du lịch trên biển của người dân. Nằm xa hơn về phía Nam và ít chịu tác động của gió Đông Bắc nên tại thành phố Đà Nẵng thời tiết vẫn ổn định, ban ngày là trời có nắng, với nhiệt độ trưa chiều nay tiếp tục dao động ở ngưỡng là 32 đến 33 độ. Trời không quá oi nóng và thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời của người dân thành phố. Tuy nhiên về chiều thì không loại trừ khả năng xuất hiện mưa dông trên thành phố, vì vậy những vật dụng che mưa là không thể thiếu nếu quý vị ra khỏi nhà vào thời điểm này. Nằm ở tại độ cao 1.500m so với mực nước biển, thành phố Đà Lạt là một trong những nơi có khí hậu ổn định quanh năm. Trong ngày hôm nay ở tại thành phố duy trì trạng thái thời tiết tốt, trời có nắng nhẹ cùng với đó là nhiệt độ cũng chỉ dao động từ 16 đến 24 độ. Và đây sẽ là nơi khá thích hợp nếu quý vị muốn nghỉ dưỡng hay là du lịch tại vùng đất cao nguyên này. Ở tại thành phố Hồ Chí Minh nằm trong xu thế giảm mưa tại các tỉnh Nam Bộ nên trong ngày hôm nay sẽ có nắng nhiều hơn kết hợp với hiệu ứng đô thị. Nhiệt độ cao nhất vì vậy sẽ dao động ở ngưỡng xấp xỉ là 34 cho đến 35 độ. Về chiều ít có khả năng xuất hiện mưa trên khu vực, nếu có thì cũng chỉ cục bộ vài nơi với lượng không nhiều và kết thúc nhanh. Vì vậy không ảnh hưởng nhiều tới các hoạt động lưu thông của người dân trong tối và đêm nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết đô thị của VTC14. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.